Bạn đã từng nghe thấy kiếm tiền trên Facebook? Không đùa đâu, đã trở thành hiện thực. Và bây giờ bạn có thể dễ dàng kiếm tiền với Facebook từ Facebook AdBreak. Chúng ta có thể thấy, Facebook là cộng đồng lớn nhất thế giới. Trên đó mọi người tương tác với nhau, chia sẻ với nhau về hình ảnh, niềm vui, nụ cười, văn hóa, nghệ thuật. Mọi hình ảnh, mọi góc độ của cuộc sống đều được chia sẻ trên Facebook. Chúng ta nhìn thấy không có gì dễ dàng để bày tỏ cảm xúc, chia sẻ với mọi người, kết nối với mọi người như Facebook. Và lúc này, khi những việc kết nối đó không chỉ đơn thuần mang lại cho các bạn niềm vui nữa, mà đó đã giúp cho các bạn có thể kiếm được thêm tiền, đó chính là Facebook AdBreak. Bạn chia sẻ lại những hình ảnh của bạn đối với những người bạn bè của bạn, chia sẻ cho họ những góc nhìn về cuộc sống, chia sẻ cho họ những hình ảnh, những thông tin, những thứ mà họ không thể nhìn thấy được. Và như vậy, thông qua Facebook, bạn đã có thể kiếm được tiền. Với trên tay chiếc smartphone, với chính bạn trở thành người diễn viên, bạn bè của bạn, người xung quanh và tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng kiếm tiền với Facebook AdBreak. Với Facebook AdBreak, các quảng cáo sẽ xuất hiện trên video mà các bạn chia sẻ. Dựa trên nội dung mà các bạn chia sẻ thì quảng cáo sẽ được xuất hiện phù hợp. Và lúc này người xem sẽ nhìn thấy, khách hàng sẽ nhìn thấy, mọi người đều nhìn thấy và tương tác với Facebook AdBreak. Hãy kiếm tiền với Facebook AdBreak.